Motor Investor. Đây là bản điều khiển máy. Đang bóc 1 ly 2. 53 phân. Rộng ván 53. 1m27. Đây là motor chọc lõi của nó là 1,5 kW. Motor lưu đơn này, à nhầm, lưu đôi là 5,5 kW. À nhầm, 4 kW. Motor lưu đơn này. 5,5 kW. Motor ép cuối này. Motor dao chặt có lưu này. Đây là motor băng tải. Chỗ thì phân 8, chỗ phân 6. Anh đang bốc đi mấy? Đi 7 ạ? Đi 7 có, nó phải lên đi 9. Chỗ để chỉnh, điều chỉnh rộng hẹp của khe dao. Motor Investor của nó là 5,5. Máy này nó hơn 3 tấn đấy. Rất là chắc chắn. Con này thì rất là chắc chắn luôn. Tu thì gia đình mua tu cũ. Đây là máy chạm. Đấy, cái đấy là đẹp. Chơi hết mà. Mẹ cái đấy ra ván còn đẹp luôn. Ván ra rất là đẹp. Và ván đẹp dẻo. Ông lượn sóng gái để xem độ dẻo của ván. Phẳng đen. Chưa tí chảo được cái này, nó chưa chảm nên là chưa bằng nó bằng tí xếp chồng lành tầm 5-6 cái để đo. Come on.
cái tàu xem cái tàu 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 cuối này bây giờ nó mỏng hơn nhỉ. Mẹ em ở đây quá. Để đàn người ăn cái này như con của anh Thảo kia nó phải 70m trên phút. Mình thấy cái này thì nó ra này rất nhanh nhưng không phải đéo bắt kịp. Mét đầu cuối cùng. Anh Phong mà xuất hiện trên clip của em là rất là nhiều đấy nhá. Xuất hiện rồi. Không dễ còn vinh dự. Riêng cái này bọn kéo ra bị đâu bị lên. Nói chung là cái loại này mình nhìn nó đâm ly nhiên mà. Cái loại cũng phải như thế này nhá. Em nói anh chung đấy. Đéo luật, mà đéo giờ hạ dao. Ngọt. Nếu bóc trong ý. Các loại dao bóc kể cả máy của anh Thảo mỗi thằng kia bóc hạng cao nhất. Ừ? Nó bảo là thường thường quá. Cao hết mà. Nó không có điểm tì. Cái này phải làm một cái hàn vào đây một cái ấy này chứ. Không được. Đó, cái này phải làm. Hàn nó miếng có một lực này. Phải có miếng có một lực vào trong, phải không? Không. Nhưng mà này, đéo là được ván đâu rồi rồi gỗ xong kia thôi. Nó phải cái miếng tắp. Bao giờ những người nếm một cái miếng này hoặc là người mê cái thứ này tự dưng nghề đấy được. Cái này đặt hay là chế tự chế đúng. Đây này, cái cục ví dụ đầu mẩu như nhiều cái đầu mẩu dài thế này anh Trung này. Phải quyết vào đây này. Nó mới thấy là cắt.